khởi tố người chồng đầu độc vợ con bằng khí CO tội, giết người. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đế điều tra tội, giết người, đối với người đàn ông dùng khí CO đầu độc vợ con làm bốn người chết. Như đã thông tin, ngày ngày 23 tháng 8 năm 2023, người thân và hàng xóm phát hiện gia đình ông Hải có dấu hiệu bất thường nên mở cửa thì phát hiện vợ và ba con gái của ông đã chết trong phòng ngủ, còn ông đang thoi thóp ông Hải được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, không lâu sau thì sức khỏe hồi phục, ông tỉnh táo, khám nghiệm hiện trường nhà ông Hải, cơ quan chức năng phát hiện có một bình khí co, ống nhựa dẫn khí vào phòng ngủ nơi phát hiện vợ và ba con gái ông Hải chết, làm việc với cơ quan điều tra, ông Hải khai nhận do làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý đầu độc đế cả gia đình cùng chết, ông đã đi mua bình khí CO, tối 22 và... Trạng sáng 23, 8, khi vợ con ngủ say, ông xả khí độc này vào phòng. Sau đó, ông cũng vào phòng này nằm, hậu quả, vợ ông là bà NHNG, 49 tuổi, và ba con gái HNKN, 21 tuổi, HNKJM, 14 tuổi, và HNTE, 10 tuổi, chết, sau khi ông Hải khai nhận tội, kết hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được. Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm hình sự nên đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với người đàn ông nghi đầu độc vợ con này. Ngày ngày 24 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỷ. Nhờ Khánh Hòa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Lệnh bắt tạm giam hải đế điều tra.